Anh Mạnh ơi, anh Mạnh, lại đem biểu nè. Anh dạy em bơi đi. Bộ tức anh chỉ biết bơi hả? Tại em nhát quá, cũng mấy lần tôi phải bơi tập rồi đó. Cũng tập thở, tập đạp nước, tập hoài mà không bơi nổi. Chắc phải một thầy một trò em mới bơi nổi. Bữa nay anh dạy em nha. Ừ, được thôi. Họ dạy em đạp nước sao? Họ dạy em đạp như vậy nè. Em có sao không? Em mệt quá, cho em nghỉ một chút nha. Anh nghĩ là chắc tại em không quen. Em không biết nữa. Đi, anh đưa em vô nghỉ. Em có sao không? Chóng mặt, buồn nôn quá. Hay là anh đưa em vô trạm y tế nghỉ? Khỏi cần, anh cứ để em ngồi đây, anh xuống tắm tiếp đi. Sao mà anh có thể bỏ em một mình được? Phải, đừng bỏ em một mình nha. Anh hẹn qua phòng đón em đi ăn tối, mà sao giờ vẫn chưa đi? Ơ trời ơi, thôi chết, mãi lo làm anh không nhớ giờ giấc gì hết. Thôi vậy giờ mình đi luôn nghe. Không phải gặp rập như vậy đâu. Trời ơi, mặc áo trái kìa. Trời, đầu óc anh thiệt tình. Anh phạm luật nghe. Đã thỏa thuận là cho tới khi gặp đối tác, không nói gì tới công việc kia mà. Nói vậy chứ không có được đâu em ơi. Hồi chiều này sếp anh mới điện ra, hối thúc anh phải hoàn thành gấp một núi việc luôn đó. Trời ơi, anh thức trắng đêm nay cũng chưa chắc đã làm xong á. Em đã nói với ảnh để cho anh nghỉ ngơi vài bữa rồi mà. Ừ, chắc là việc đột xuất, không liên quan tới dự án mà mình đang làm đâu. Ông nói nhiều chuyện quá. Thôi được rồi, để tới về em gặp, rủ cháu một trận. Bỏ đó đi, mình đi ăn. Em sẽ đưa anh tới nhà hàng có rượu rất ngon. Mình sẽ nhậu cho tới khi cả hai đứa đi hông dững mới được về đó nghe. Lâu lâu cũng phải hư một chút ha anh. Chắc là không được đâu Tiết Anh. Hay là mình đi ăn đại một tô hủ tiếu hay bánh canh gì đó rồi về thôi. Chứ bây giờ mà nhậu nhẹt thì... Thôi anh cứ bỏ công việc lại, tội đâu em chịu. Để em điện thoại cho ông sếp của anh luôn. Thôi thôi, đừng làm vậy. Thiệt tình thì anh là dạng người, nếu mà không có việc làm cứ chơi bời mãi anh chịu không nổi đâu. Đó, ngay cả đối với dự án mình đang làm cùng nhau nè, anh chỉ mong Tuyết Anh sớm bố trí gặp được phía đầu tư, hoặc cứ cho anh đi khảo sát trước cũng được. Mình ráng đẩy dự án này vào đi. Khi mà các băng khánh thành xong á, anh với em sẽ cùng nhậu suốt 24 tiếng trong ngày luôn. Có lẽ em đang trở thành kẻ đại ngốc, đại vô duyên rồi. Thôi tùy anh. Chắc mấy bữa phải đi với em hoài, anh cảm thấy chán ngán lắm phải không? Không, đâu có như vậy đâu. Tức anh đừng nói như vậy thì tội nghiệp anh. Chẳng qua anh là người tham công tiếc việc. Thôi, mình đi ăn. Em hết hứng rồi, cũng chẳng muốn đi ăn nữa. Để em gọi nhà hàng mang lên cho anh tô mì. Ăn xong rồi còn làm việc. Anh ơi, biển đẹp quá, chụp hình cho em đi. Nè, em tạo dáng như vậy được chưa? Anh chụp cho em tấm hình thật đẹp để em cho làm kỷ niệm đó nha. Rồi, tạo dáng vậy được đó, anh chụp nha. Một, hai. Khoan, để em đổi kiểu.
Chụp vài bo cho chắc ăn nha. Ok. Anh cho em xem hình nào. Nè. Được đó chứ. Em muốn chụp thêm vài tấm hình với anh. Em muốn có thêm hình của anh. Nhưng anh không nhân dị gì hết. Hay là anh không muốn chụp chung với em? Sao em lại nói như vậy? Tại vì anh quần áo anh vậy, anh không muốn chụp chung với Đức Anh thôi. Như vậy em lại thích hơn. Đàn ông phải bụi bặm một chút, như vậy dễ làm xui lòng phụ nữ lắm đó nghe. Có người tới kìa, để em nhờ họ chụp nha. Xin lỗi, phiền anh chụp giùm tụi em mấy tấm hình nha. Được. Dạ cảm ơn anh. Ồ, đẹp lắm. Cô cậu rất là xứng đôi. Rồi nhìn vô đây nha. 2, 3. Tiếp kiểu nha. 2, 3. Sao mất tự nhiên quá vậy? Trời ơi, nhắm mắt hoài sao chụp được? Hình như hai cô cậu mới yêu nhau phải không? Hèn chi. Xin lỗi, anh làm ơn chụp lại tấm khác giùm. Ảnh là người vốn không quen chụp hình nên hơi mất tự nhiên chút xíu. Rồi, ok, chụp lại nha. Rồi, 2, 3 nè. Không lẽ đứng cạnh em chụp hình mà thấy khó chịu vậy sao? Tôi khỏi chụp. Anh bỏ hết mấy tấm đó đi, chụp lại tấm khác. Được rồi, chuẩn bị nha. 2, 3 nè. 2, 3 nè. Bó tay luôn. Chụp hình mà cứ ngó đi đâu hoài. Thôi, tôi trả lại cô nè. Dạ. Chụp anh bạn này khó quá, chụp không được. Cảm ơn anh. Thưa anh, em sẽ không bao giờ biết được anh yêu em tới mức nào đó. Anh sẽ làm tất cả để tới một ngày nào đó em sẽ thật sự là của anh. Cứ nghĩ về em là lại thấy như mình có thêm nghị lực để đánh xa mọi sai lầm trong tình cảm. Đối với anh, em là duy nhất và mãi mãi. Giờ này em ở đâu hả Thư?